rồi. Nhưng cái này thì bao tiền một cái chú? 3 triệu. 3 triệu kìa, kinh thế. Gì đâu, chụp ảnh nó như thật luôn. Tất nhiên, làm phải giống thật. 3 triệu thì thôi. Được, giống nhà Bắc Bộ. Còn cái bé nào? Bé hơn. Cái bé có 11 phần thôi thì... Nhà nó như thế này, nhưng nó chỉ thế này. Làm mà khó, bán thế, đắt thì mới mua. Thế còn chậu này thì bao nhiêu? 300. Đam mê, mình có bán được cho mình này. Mai ông Ngọc ấy, ra hoa đây. Tí hòn. Nhiều lúc mình đam mê, mình bán được ít, mình mua cây còn tiền tiền hơn. Đây, bây giờ mà... Con này mà bây giờ soạn hai cái chân này ra mà cho vào cái mặt đá ngay đấy, soạn hai cái chân thì ra, nhưng mà chân nó bệ, nó hơi yếu, bất thời nó hơi kéo, soạn hai cái chân thì ra đấy. Một cái 300, một cái 3 triệu, mấy cái này thì không tiếp cho họ. Đó, đây thì cái nhà cổ Bắc Bộ các bác nhé. Cổ Bắc Bộ thì thường là nhà cấp 4 ấy. Thường có 3 gian và cửa gỗ. Trước là cái cột và mái ngói đỏ. Đấy, xung quanh khuôn viên thì có cái nhà ngang nhé các bác. Và nhà ngang để đồ với lại nấu ăn, nấu biếc. Nhà ngang một cái bếp. Tường bao đá ong. Cái cổng vào đánh ở đây thì có cái shikida thì hợp lý hơn, hoặc là cái cau, hàng cau ở đây cho hàng hoa. Hôm nào phiên chợ mình tìm cái khác, cái cây của nó 3 triệu bác nha. Giờ sang về bố nhận của anh. Đấy, bố nhận ngắn kinh xanh đi. Hôm trước vào nhà quay cây này, nó còn nhiều lá. Ai nước sống tranh nhau lá này, cà phê nào? Ai nước sống tranh nhau lá này. Cái này bao tiền chứ nhỉ? 10 triệu à? 10 triệu. Được, tay buông được. Giờ đừng có nói dáng thế. Đấy. Quan trọng mỗi người nhìn thấy như thế nào sẽ như thế. Có tiền mua về là thích đặt tên lại được. Đấy. Nhiều điều mà như thế nào. Ôn tục. Đây bàn chè nhá. Điền nhỉ? Điền đúng. Xin tiền. Có phải điền đúng không? Đem chứ. Rồi. Đây là tay xin tiền nhá. Có điền nào mà tầm dưới 1 triệu? Dưới 1 triệu á, có bằng này thôi. Hoàn thiện. Canh bằng này thôi. À thế à? Và có bác hỏi. Cái đoạn này giá này. Đấy là 1 triệu nhỉ. Thế cũng được. Cũng nghệ thuật lắm hết. Mà bệ riết thấy hơi non. Một cái chôn này. Cái này bao tiền anh? Đang bảo hơn chục á. Căng nhỉ? Căng đấy bố đây. Bảo đang căng này. Căng cây nó làm tay đẹp đấy. Tay bàn chè, tay xin tiền, răng cổ đi. Xin tiền này. Tay xin tiền, tay bàn chè. Ừ. Xin tiền được đấy. Có cái này về là xin tiền được à? Ông nào mà tưởng tượng ra mà con gái buộc tóc cũng được. Nhìn hai chân này, tóc. Nói chung là tùy. Là mình tùy mỗi người. Mình chưa thay chậu. Cái này mà thay hoàn đá tôi thảm cả nước xuống. Nóng nước rồi đó. Lúc ấy lại tính tiền cả đá cả nước. Nạc nghệ khiến chi cây đẹp này. Chúng mình có biết để xe đấy có được không? Không được, phải tạm thôi. Mình cứ dơ chụp cái nó lại, màn hình nó lại đen xỉ. Cứ dơ chụp cái nó lại đen xỉ.
tiền đi cái xít đỏ đi. Này á? Cái xít đỏ đi. Cái này thì quay phim thôi. Xít đỏ là thế chuột chìm lên. Giá cả là phải chân. Đúng rồi. Hợp với bác nào mà mê mà tiền ít như em. Đấy. Đấy. Tính ra cái này về làm cũng hay đấy. Cái này về mà làm cũng hay. Không phải thế nữa. Đấy. Cái đấy là bao tiền nhỉ không nhỉ? 2 triệu. 2 triệu nhá. Lấy thì đã lấy rồi không rồi. Không được thì không dùng. Dự án sen mất rồi. Gì vậy? À, chú. Đây là Hải Châu, Hải Châu nhỉ? Mà bao tiền? Em bán 1,5 triệu. Lần đầu lên đây nhỉ? Em là chơi gay thôi, em lên đây cho vui. À, mang đi chơi gì? Mang đi chơi gì? Không ạ, em ai thích giao lưu thì em giao lưu rồi. Anh ở N2 tiêu không sai đúng rồi. Em hay xem video của anh. Mình ở chỗ nào xuống nhỉ? Em ở dưới. Dạ, đấy cái Linh Sam ạ, Linh Sam láng 2 ạ. Em ở trên Đan Phượng xuống ạ. À. Dạ. Nhà chắc nhiều cây nhỉ, toàn dạ, mini nhỉ? Em đặt mini ạ. Đọc cho mình cái số cái xong rồi. Em của em là 0967 ạ. 924169 ạ. 924169 ạ. Dạ vâng ạ. Tên là gì nhỉ? Em tên là Dương ạ. Không phải chú ơi. Đây là cây Sam Ngọc ạ. Sam Ngọc ạ. Sam Ngọc. Dạ vâng. Mini. Dạ vâng, đây là cháu ạ. Mini quấy quái. Cái này vừa nãy là bảo 1,5 triệu nhỉ? Vâng ạ. Còn những cái còn đấy. Nghệ thuật đấy. À, ba chú khỉ. Cái đấy là bao tiền nhỉ? Chậu tàu. Cái đấy bao tiền? Cái này cho em này bán. Cái này 1,3 triệu. Kim giòn ạ. Biết rồi. Chậu đẹp. Chậu tàu ấy. Chơi cái đẳng cấp luôn ạ. Bàn chậu xịn luôn ạ. Để bàn được. Tay con làm đấy ạ. À? Dạ vâng ạ. Nhà con ở đâu? Nhà con ở Đan Phượng ạ. Đấy. Nhà con ở Đan Phượng ạ. Bố cứ đến thăm con được. Nhà con trồng ở 28 con. 28 quốc mini. Đan Phượng. Có gần thị trấn Trôi không? Dạ, em là thị trấn Trôi đấy ạ. Bao nhiêu cả? Trôi à? Dạ vâng ạ. Này thì bao nhiêu? Dạ, cây đấy 1,3 triệu. Bố mẹ cháu có chơi cây không? Bố mẹ con không chơi cây ạ. Thế à? Thế mà trẻ mà đi vào thì mini này các cụ ngày xưa cũng không chơi mê cây ấy. Nhất là cái cây này để bạn trà thì tuyệt vời ạ. Mà sao nó có quả đỏ đỏ thích lắm. Cái này hình như nó cũng là hoa. Vừa mới hết đợt trái rồi đấy ạ. Con vừa mới cắt tỉa xong bây giờ ra đọt non này. Đọt non này. Này nó có quả đẹp lắm. Hoa quả. Cái này thì miền Nam họ gọi là cây. Nó là cũng họ ngô đơn. Miền nào thì cũng gọi là Hải Châu. Miền nào thì cũng gọi là Hải Châu. Hoa của nó như nào? Cây này nó ra quả. Ra quả màu đỏ đỏ. Con nói bao nhiêu? Miền Nam ấy, Sài Gòn ấy là người ta mốt chơi cây cái tầm này ở lại. Thế là để được vào chỗ xe, để là tàn xe. Buổi sáng năm anh em điện cho nhau ra hội tụ. Ông muốn là cà phê ngồi chung thưởng thức. Thế giờ ông muốn thích cây này, ông mang mình chơi 7 ngày trao đổi với nhau. 7 ngày sau lại đổi. Thế sướng nhỉ? Ừ. Bác cũng có một vườn cây bác gửi phòng luôn. Anh ơi, cái gì đấy à? Bán đây, bán đây. Đẹp quá. Tuyệt vời đẹp. Tôi giả thêm 20 cơ mà. Đây đây, 3 tiền đấy. À, có bán không? Để đi đây. Có bán không? Đi đây nhá. Sư cá. Alo. Alo. Hai trăm rưỡi bán không anh? Alo.
không. Đang đi vào trong khu này cho ông Hải tí nữa về nhá. Cái này là không cây không cây không bao tiền. Rồi. Cây không là 600. Đây còn sắp giả 250 nó chưa bán. Bán đi. Rồi 250 bán đâu? Ôi 250 thì bán thì chỉ. Đây đây chú lấy cây nhỏ. Đấy cây nhỏ. Lấy cây to chứ lấy cây cao chứ. Lấy cây cao lấy cây thấp. Cây cao đấy đúng 350 chú lấy rồi. Cây thấp kiểu này chứ. Nhưng mà cây cao nhiều ấy. Đấy giả 250 đấy, 250 đấy, giả đấy. Rồi bác lấy giả 300 mà mua cái này đẹp, không tôi mua mất. Tôi mua cái con đây đấy, 300 giả mua cái con này. Rồi lấy nó vào cái này. Mua đi. Vì 600 bỏ cái lết mất cái không tối đây. Đấy, ta đi một loạt. Ra đi một loạt. Sáng sớm hay quá anh. Đây, 2 cây 600. Ok còn gì nữa. Về làm lại. Đấy, giải quyết hết hàng hoa. Bà không mua là mất ngay, hồng mai rất là rẻ, quá rẻ. Ui, cây kia giả 300 không thể bán. Đang mùa hoa đẹp. Mà bé đi thì đang mùa hoa đẹp. Cây này so cái phải là nghiêng này có được sao? Cây này bé, nhưng mà có giá có cái mắt rất là bé, nhưng bé xinh nó lại khác. Đây giờ có giá mắt đẹp. Cây này mà cho nó há cái này ra nhét hòn đá vào được. Đấy. Ôm một hòn đá ong được. Bửa hai cái chân ra. Chơi nó khác. Hạt tiêu. Đẹp được. À, được. Em đi chơi được. Có nhiều cái quái lắm, quái rồi mà là quái quá chứ. Ừ. Nhà mình ở đâu chú? Chuyên cái món này à? Thì thằng đi chơi vào xuống đây, thì đã số bán nhà chính. Ở đâu chú? Tao cháu đi chơi bây giờ mà. Đi khi đấy. Hỏi cái địa chỉ cái đến chơi này. Tại chỉ Sơn Tây cơ. Sơn Tây cũng đi. Có gần nhà Hải Đại Tá không? Chú. Cây như này có 100 cây như này này. Bảo có gần nhà Hải Đại Tá không? À, Hải Đại Tá ở ngoài Việt Nam. Đó. Có gần nhà chú đấy không? Cách 2 km. Là vào chỗ nào nhỉ? Thế thì vào trong Hải mà hỏi thì không biết. Tên là gì? Xã Tích Giang. Tên là gì chú? Chú Minh. Minh à? Bây giờ cái trang của chú Minh Bonsai à? Sang cái cảnh nghệ thuật Đức Minh. Cái cảnh nghệ thuật Đức Minh thì có cây hết. Và cái trang Facebook à? Hay là cái gì? Facebook. Lại có chỗ đi chơi rồi. Hôm trước mới lên được chú Hải chơi mà. Đẹp nha, rẻ nha. À, đang chơi hoa đã. Rồi đang hoa. Uống như này phải uống từ bé luôn. Bẻ không, chú bẻ ra nó dập. Nên là chú quấn mang gì. Ai chẳng biết không đấy. Chú mini. Với việc này gớm mặt hết nha. Đấy. Này cái cây đây có đúng mùa hoa nó đỏ ối. Đó, con già nó nhiều hoa lắm. Mùa mai đúng mùa hoa. Rồi để sang khu vực bên kia.